Chào các bác, cô chú, anh chị nhé. Phiên chợ ngày rằm tháng giêng em cũng nghĩ là nó sẽ đông lắm, nhưng mà chắc là người ta mải làm rằm sắp cỗ thì rất là vắng, mà cố gắng quay một số cây hôm nay có những cây nào cho các bác xem nhé. Sao nay chợ vắng thế nhỉ? Chợ rằm. À, đấy kia, có người quất cái la hán này kìa. Cái ông Ngọc Mai này bao tiền đây? 600. Có tí hoàn gì ấy nhỉ? Ông Ngọc Mai. Mua cây đấy bao nhiêu đấy hả chú ơi? 800. À, được. Đấy, cây la hán đẹp. Và có 3 cây la hán. Dâm bụt. Đây. Này nó gọi là lan gì anh nhỉ? Cây này là cái gì? Cây củ củ. Hay nhỉ? Quên mua tên, rất nhiều quên tên. Cái này chắc chỉ trong rừng mới có thôi. Xanh. Ghép xi, ghép đá, ghép đá. Anh ít thấy ra chợ nhỉ? Rồi. Đấy. Đấy. À đấy hot hay lắm. Đấy, bà đấy hot hay lắm. Bạt Phong à? Cho cái chậu nét nét tí thì có tiền. Đấy này, cho nó ôm một đá được. Dâm bụt. Dâm bụt ta nhỉ. Ta. Ê, cho vào hẳn một cái xô. Đây. Được. Toàn những cây dễ sống. Xanh. Cây quê nhỉ. Đấy. Đi vòng đã, xong rồi tí quay lại vào đây. Vắng vẻ thế, tưởng là hắn ra vắng hơn cả ngày thường. Lại giao lưu à? Là hắn ba cây là hắn nhỏ nhỏ, con ông lấy một cây là hắn rồi. Ở đây, tí nữa xem cho bác, có một cây chắc, vừa thấy một cây chắc rồi. Vừa thấy một cây chắc. Là hán thì ông lấy cái con đẹp nhất à. Con này, này chắc chỉ 7-800. Đấy bạn, cái này chúng ta hay lá hơi hơi gỗ thôi. Cái này lùn. Một cây một vẻ. Bộ đơn ra 800. Chắc cái bật triệu mấy ấy, bạn đơn chắc. Cây xa mà con này. Bán lại vừa về bán ở nhà kia rồi. Giờ chút được là xa xa.
ra hỏi cái việc chắc này không bao tiền. Dưới nhỏ nhỏ này có hoa nhỉ? Có hoa. Nếu không có hoa thì chẳng có giá. Có hoa. Hoa. Cái thằng này chắc có thuốc. Hoặc giống này nó ra hoa sớm. Dưới thì lâu lắm già có hoa. Linh sam lá siêu dí siêu nhỏ. Mặt tay cái chậu bằng đó là mặt tay. Này linh sam này siêu bi đi này. Tay là nó cắt ra rồi. Rất đầy. Rất đầy. Rất đầy. Đây dày như tay duối. Quay cái này xem. Hai thân là liền vào nhau. Lại có đường lũa nữa kìa. Nguyệt quế. Nguyệt quế. Chạy ở đây để quay phía sau kia. Phía chắc. Lá nó rậm. Lá rậm quá các bạn. Chứ không thì nhìn ở trên này đẹp. Trên này nó lũa. Trên này đẹp, rất đẹp. Đấy, tán nó che hết. Nhưng mà cây này rất đẹp. Dễ ăn cái cuộn. Hai cân nhưng mà được nối với nhau. Trên răm là rất là dày. Đấy. Bác gì ở Điện Biên nhỉ, nó dặn em để lấy cây được. Em còn gì đâu.